Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay vừa mới đây thì có một thông tin khá là sốc liên quan đến cái câu chuyện mà số tiền bồi thường thiệt hại của anh Đàm cũng như là chị Tiên đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt cái nguồn thông tin này lại được đăng tải trên tờ báo gọi là Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà của anh Hiển nha các chú anh chị. Một cái thông tin mà có lẽ rằng là nghe qua thôi thì anh Đàm cũng như là chị Tiên sẽ khá là hụt hẫng, khá là hụt hẫng với cái nguồn thông tin này. Chúng ta được biết là trước đó là chị Tiên đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại về cái gọi là vật chất đó là 30,9 tỷ đồng, thiệt hại về gọi là tinh thần đó là 14,9 triệu đồng, tổng cộng là đâu đó là gần hơn 31 tỷ, nha cô chú anh chị. À, còn riêng về anh Đàm thì anh Đàm có yêu cầu bồi thường thiệt hại là gần 43 tỷ đồng, và tổng cộng lại thì chúng ta thấy là cái số tiền khá khủng, 70 mấy tỷ, thưa quý vị. Và trong khoảng thời gian khi mà về phía gọi là viện kiểm sát đó họ trả hồ sơ để mà điều tra bổ sung đó quý vị, cũng yêu cầu các nhân vật này nộp thêm những cái tài liệu và chứng cứ để chứng minh, và nếu không có thì sẽ xử đúng theo cái quy định của pháp luật. Nhưng ngày hôm nay thì trên báo của anh Hiển đó, đặc biệt trên kênh YouTube báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, lại đăng tải cái nguồn thông tin khá là sốc và khiến rằng là anh Đàm và chị Tiên đó thì nghe cái thông tin này cũng sẽ cảm thấy gọi là bàng hoàng. Cụ thể thì theo kết luận điều tra bổ sung đó thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổng thất về vật chất là 30,9 tỷ nè. Từng có thông tin ca sĩ Thủy Tiên bồi thường về những tổng thất tinh thần là 14,9 tỷ. Ngoài ra còn có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bồi thường về vật chất là hơn 43 tỷ. Nhà báo Hằng Ni thì bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Liên quan đến thông tin về số tiền mà vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đòi bồi thường cho những tổn thất tinh thần trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, theo chuyên gia nha, theo chuyên gia thì nếu ca sĩ Thủy Tiên và bà Nguyễn Phương Hằng không thỏa thuận được mức bồi thường thì theo quy định số tiền bồi thường tối đa sẽ là không quá 14,9 triệu đồng, tức 10 lần mức lương cơ sở. Thưa quý vị, có nghĩa là vào thời điểm hiện tại thì cái thông tin là theo một số những cái chuyên gia họ đánh giá thông qua những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề yêu cầu bồi thường và những cái thông tin gần đây thì họ tiếp tục cho rằng nếu như bà Nguyễn Phương Hằng và Thủy Tiên không có những cái thỏa thuận nhất định thì cái việc mà tòa án họ xét xử đó, họ đưa ra đó, thì cái vấn đề bồi thường nó đâu đó chỉ là 14,9 triệu thôi, tức là 10 lần mức lương theo cơ sở, chứ không có cái câu chuyện mà bồi thường đâu mấy chục tỷ đồng, một cái mức bồi thường vô cùng khủng, không thể nào mà tin được. Mà trước đó chúng ta từng nghe là chị Tiên đó, chị còn gọi là đòi kê biên tài sản đối với bà Nguyễn Phương Hằng nữa cô chú anh chị, một cái câu chuyện nó cũng khá là nực cười. Cho đến giờ phút này thì theo thông tin đó thì chúng ta có thể biết được là bà Nguyễn Phương Hằng đã chỉ chấp nhận bồi thường thiệt hại theo phán quyết của tòa án thôi. Bà không đồng ý bồi thường theo cái gọi là cái yêu cầu của gọi là hai các nhân vật này, đặc biệt thì trong đó là anh Đàm và chị Tiên. Như vậy thì rõ ràng giữa họ đã không có những cái thỏa thuận để mà có vấn đề bồi thường rồi, thỏa thuận không có được rồi. Trong câu chuyện này dễ dàng gì mà thỏa thuận của chú anh chị, riêng anh Đàm thôi. Và theo lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng đó thì rõ ràng trước đó thì bà Nguyễn Phương Hằng không hề có nhắc tên gọi là Mr. Đàm, chỉ nhắc tên anh của anh Đàm thôi, đó chính là anh Linh đó, về cái vấn đề câu chuyện liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Và sau đó là đến cái số tiền 14 tuổi cái số tiền 14 tuổi là không thể nào chối cãi được cô chú anh chị. Thì thời điểm đó tự nhiên anh Đàm bên anh của ảnh, đó chính là anh Linh, bắt đầu anh lên anh xỉa xối bà Nguyễn Phương Hằng. Cái đầu tiên đó chúng ta có thấy là bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên đến Mr. Đàm đâu, rồi bà Nguyễn Phương Hằng có nhắc tên đến cái gọi là cái cô Vi Oanh đâu, bà Nguyễn Phương Hằng có nhắc tên đến gọi là Hằng Ni đâu. Chỉ các nhân vật này khi mà tự dưng họ nhảy vào để mà họ công kích, họ kiếm chuyện thì sau đó Nguyễn Phương Hằng mới nhắc đến. Và ngày hôm nay thì họ đã gọi là coi là mình bị tổn thất về tinh thần, vật chất các kiểu cũng đà điểu. Thưa cô chú anh chị, thì chúng ta có thể thấy rằng anh Đàm hiện tại thì cũng đã đang làm mọi thứ rồi,
có nghĩa là luật sư của anh Đàm gồm có hai luật sư cũng khá là sừng sỏ, như là anh Đàm nói là kiến nghị lên tòa án không được, tiếp tục lên phía gọi là viện kiểm sát luôn. Cái điều khá là lạ, không biết là người chị Tiên đó chị có biết được cái thông tin này chưa và luật sư của chị như thế nào, nhưng mà rõ ràng cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa biết được danh tính của luật sư của Thủy Tiên. Trên một số các cơ quan báo chí thì cho rằng là Hoài Linh và Thủy Tiên là không có luật sư, nhưng mà chúng ta không biết rằng cái giờ chót thì sẽ ra sao nha, cái giờ chót là không biết rằng họ có bổ sung sao hay không. Nhưng mà rõ ràng trước đó thì trong cái buổi sau kê đó, thì đã có sự xuất hiện của luật sư của Thủy Tiên rồi. Nhưng mà đến giờ này thì không có, Thanh Huyền cũng không nghĩ rằng Thủy Tiên lại không thuê luật sư trong cái vụ kiện tụng này. Thưa quý vị, bởi lẽ là bồi thường cái số tiền khá là lớn, và trước đó là từng kêu kê biên nữa mà, tại sao lại gọi là không có luật sư? Một điều khá là khó hiểu. Nếu như mà thật sự không có luật sư thì khả năng rằng cô Thủy Tiên này, cô ấy rằng là đã bỏ cuộc rồi. Mặc dù trước đó đã yêu cầu khá là mạnh mẽ, nhưng mà chắc hẳn rằng cũng đã biết được mình không thể nào yêu cầu bồi thường mức cao vậy, hoặc là không thể chứng minh được cho nên là đã bỏ cuộc, cho nên là không có thuê luật sư. Còn cái câu chuyện mà của anh Đàm thì tất nhiên rồi, chúng ta được biết mà anh Đàm ảnh gọi là một trong những cái người mà đã từng tuyên bố rồi, chiến đấu tới cùng mà quý vị. Thậm chí anh còn tuyên bố rằng nếu như nhận được giấy triệu tập của tòa án, nếu như nha, chắc chắn anh Đàm sẽ đến phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng để mà giáp mặt đối chất, không có câu chuyện anh lẩn trốn. Đó là cái lời tuyên bố gần nhất của anh Đàm xung quanh với cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Còn có vấn đề mà họ đã nhận được giấy triệu tập hay chưa, chúng ta chưa có biết được, bản thân họ mới biết thôi. Nhưng mà Đinh Lan á, Đinh Lan đã thông báo mới đây, nhưng cái lời của Đinh Lan Thanh Nguyên thấy rằng là không đáng tin lắm quý vị, không đáng tin lắm. Bởi lẽ Lan mà có biệt danh là Lan Nổ mà, trùm nổ sinh ra ở gọi là Trảng Bom Đồng Nai mà, cho nên là nói ra khó tin lắm cô chú anh chị. Đinh Lan nói là đến giờ phút này thì cãi cả Lan và 9 người khác chưa nhận được giấy triệu tập luôn, không biết vì lý do gì. Có thể là về phía tòa án họ đang xem xét hay là chậm trễ do cái vấn đề cái lý do nguyên nhân gì đó, chúng ta chưa biết được. Nhưng mà quý vị có thể hiểu là còn 10 ngày nữa, 10 ngày nữa, trong vòng 10 ngày đó biết đâu họ sẽ nhận được giấy triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hay là như thế nào đó, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem. Nhưng cái điều đặc biệt ngày hôm nay, đây là một cái thông tin mà có thể nói rằng là khá là buồn dành cho anh Đàm cũng như là chị Tiên. Một số chuyên gia họ đã phân tích trong cái vấn đề này rồi. Cái câu chuyện mà yêu cầu bồi thường thiệt hại dường như là một cái gọi là không có thể xảy ra để mà bồi thường số tiền cao như vậy. Riêng về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đó nha, thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã gom một cái ý kiến khá là thẳng thắn trong cái gọi là cái lời của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân thẳng thắn, đó chính là không đồng ý bồi thường thiệt hại. Và lẽ không đồng ý có nghĩa là mình cảm thấy rằng là cái sự mức yêu cầu bồi thường đó nó vô lý, hoặc là không có làm gì mà đến gọi là cái ảnh hưởng đến vật chất của các nhân vật này, nên là không có câu chuyện bồi thường thiệt hại đó, thưa quý vị. Cho nên là rõ ràng là hiện tại cái vấn đề mà họ thỏa thuận bồi thường là họ sẽ là hoàn toàn không có rồi, không có xảy ra. Cho nên là sẽ chờ cái phán quyết của tòa án xung quanh đến cái vấn đề yêu cầu bồi thường này. Cho nên là chúng ta có thể thấy là nếu mà theo quy định của tòa án và theo một số chuyên gia thì họ đánh giá rằng chỉ là 14,9 triệu đồng, tức 10 lần mức lương cơ sở. Thanh Nguyên thấy rằng cái điều này nó hoàn toàn hợp lý thôi quý vị, không có gì mà khó hiểu cả. Bởi lẽ cái câu chuyện mà trong lúc mà dịch giả mà cái những cái khoản tiền đó, nó nghe nó ghê gớm quá, ớn ốc quá. Trong thời gian điểm đó là nó rõ ràng là không có ai mà để đi diễn đi làm ăn gì được, nhưng mà lại họ lại có những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng. Trên thực tế thì đối với cái khoản tiền này thì rõ ràng bà Nguyễn Phương Hằng chỉ cần một viên kim cương thôi cũng có thể hoàn tất. Nhưng mà cái nào cho nó chính đáng, cho nó hợp lý, bà Nguyễn Phương Hằng có thể bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để đi làm từ thiện, để cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà đối với câu chuyện này, với những cái cá nhân này thì rõ ràng khoản tiền nó dù chỉ là 1.000 tôi nghĩ rằng nó cũng không có gọi là hợp lý xứng đáng. Nhưng chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi quyết định của tòa án thôi. Còn riêng về cái câu chuyện của chị Ni đó, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật, thì để rằng chờ xem nó sẽ như thế nào. Chị Ni chỉ cung cấp được cái giấy là bệnh rối loạn lo âu gì thôi. Còn chị Oanh thì hiện tại vẫn chưa cung cấp được cái vấn đề yêu cầu bồi thường thiệt hại. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng
là ngày hôm nay khi có thông tin này nữa, đặc biệt lại là báo của anh Hiển nha, báo của anh Hiển đăng nha, coi chú anh chị à, trên kênh YouTube của báo Pháp Lực họ đã đăng cái thông tin này cách đây gọi là khoảng một tiếng thôi à, quý vị có thể tham khảo trên tất cả mọi nền tảng gọi là mạng xã hội để chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ngày hôm nay, tất cả những cái chiều hướng sắp đến ngày xét xử rồi thì nó đang gọi là có những cái thông tin tích cực đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Còn câu chuyện mà tư cách tham gia tố tụng chúng ta đã thấy rõ ràng rồi à, đến giờ phút này họ đang kiến nghị lên đến gọi là viện kiểm sát thì rõ ràng họ đã biết được tòa án họ sẽ không chấp thuận những cái đơn kiến nghị của họ rồi à, và Thanh Nguyên nghĩ rằng phía viện kiểm sát cũng sẽ như vậy thôi, bởi lẽ là trả hồ sơ điều tra rất là nhiều lần rồi à, cho nên họ đang nghiên cứu kỹ, cho nên là đã đưa ra những quyết định cuối cùng và không có câu chuyện thay đổi cho đến giờ phút này đâu thưa quý vị. Đó là một số những cái nội dung cũng như là cái quan điểm của Thanh Nguyên trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Không biết rằng cô chú anh chị, quý vị khán giả chúng ta đánh giá như thế nào với cái thông tin liên quan đến anh Đàm cũng như là chị Tiên. Mọi ý kiến đóng góp để lại giữa phần video, Thanh Nguyên có thể tham khảo hơn trong sự việc ngày hôm nay. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1 từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.